Xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Xe Việt. Trên video anh em đang xem, đây là mẫu xe Hyundai Elantra, một mẫu xe nằm trong phân khúc sedan hạng C. Mẫu xe Elantra cạnh tranh trực tiếp với các mẫu xe sedan hạng C như là chiếc Toyota Altis, Kia K3, Honda Civic, Mazda 3 và một số những mẫu xe khác. Trong tầm tiền từ khoảng hơn 500 triệu cho đến hơn 700 triệu, Elantra có tất cả là 4 phiên bản để anh em lựa chọn. Và trong video ngày hôm nay, em sẽ cập nhật cho anh em chính sách bán hàng của bốn phiên bản Hyundai Elantra xe sản xuất 2024 thời điểm cuối tháng 2 Dương để anh em tham khảo và cân đối tài chính. Mời anh em cùng xem video. Mẫu xe Hyundai Elantra có bốn phiên bản cụ thể như sau. Phiên bản thấp nhất đó là Elantra bản 1.6 AT tiêu chuẩn. Phiên bản thứ hai là Elantra 1.6 AT đặc biệt. Phiên bản thứ ba Elantra 2.0 AT cao cấp và phiên bản thứ tư đó là Hyundai Elantra bản 1.6 Turbo anh em hay gọi với tên là bản Sport hay là bản N9. Chính sách bán hàng của Hyundai khác biệt so với các hãng xe như là Kia, Mazda hay là Toyota. Hyundai không phân vùng thị trường, anh em thoải mái lựa chọn showroom để mua xe. Còn chính sách sau bán hàng, anh em mang xe đi bảo hành bảo dưỡng trên tất cả các showroom đại lý ủy quyền của Hyundai trên toàn quốc đều được. Hiện tại bên em có cơ sở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ bán hàng trực tiếp cho anh em cam kết với anh em giá bán thực tế khi mà anh em liên hệ với nhân viên bên em chuẩn như trên video và áp dụng tại thời điểm này cụ thể chính sách bán hàng sau kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên Đán và thời điểm cuối tháng 2 dương như thế nào mời anh em cùng xem tiếp video <laughs> phiên bản đầu tiên em sẽ cập nhật cho anh em đó là phiên bản Hyundai Elantra bản 1.6 AT tiêu chuẩn phiên bản này có giá bán chỉ hơn 500 triệu thôi trước khi đi vào chính sách bán hàng của phiên bản này em xin phép điểm qua những thông số kỹ thuật cơ bản của xe để những anh em nào mới tham khảo dòng xe này anh em có thể nắm được xe sử dụng động cơ gamma 1.6 lít kèm hộp số tự động 6 cấp cho công suất cực đại là 128 mã lực tại vòng tua 6.300 vòng trên phút. Mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp là 7 lít trên 100 km. Trục cơ sở của xe là 2720 mini, khoảng sáng gầm là 15 cm. Xe sử dụng phanh đĩa cả 4 bánh kèm la răng đúc 15 inch. Về ngoại thất cụm đèn pha cốt dạng bóng bi halogen tích hợp cảm biến đèn pha tự động, gương chiếu hậu gập điện chỉnh điện, về nội thất, xe được trang bị ghế nỉ, đồng thời xe trang bị màn hình thông tin 4.2 inch kèm màn hình giải trí đa phương tiện cảm ứng 10.25 inch có kết nối điện thoại thông minh, nhận diện giọng nói. Xe được trang bị là 4 loa. Về hệ thống điều hòa, xe sử dụng điều hòa cơ có cửa gió điều hòa hàng ghế sau, chìa khóa smart key có để nổ từ xa. Về hệ thống an toàn, xe được trang bị camera lùi, chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo, cảm biến áp lốp và hai túi khí. Giá bán tại thời điểm nửa cuối tháng 2 của hai cơ sở bên em như sau. Cơ sở Hà Nội giá bán cho anh em là 562 triệu, tặng kèm anh em những phụ kiện cơ bản như là mọc vô lăng, thảm để chân, nước hoa. Ngoài ra, dành cho anh em trên kênh xe Việt, tặng thêm anh em dán phim cách nhiệt và cam hành trình. Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh giá bán cho anh em là 574 triệu, tặng thêm anh em một gói phụ kiện khi mà anh em liên hệ trực tiếp. Anh em nào quan tâm đến những phụ kiện tại cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh thì liên hệ với nhân viên bên em theo số điện thoại để góc phía dưới bên trái màn hình. Căn cứ từ giá bán như trên, Em xin phép tính giá xe ra biển số lan bánh tại các địa phương để anh em tham khảo. Và anh em nào mua xe đăng ký biển Hà Nội sẽ là 656 triệu, các tỉnh áp 12% là 636 triệu, các tỉnh áp 10% là 624 triệu, biển thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 656 triệu và các tỉnh miền Nam sẽ là 636 triệu. Giá xe ra biển số lăn bánh em tính cho anh em đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản theo quy định của nhà nước. Anh em có thể nhìn trên màn hình. Chưa bao gồm bảo hiểm thân vỏ và những chi phí dịch vụ ngoài. Trong trường hợp anh em đang có nhu cầu mua trả góp anh em được vay ngân hàng tối đa lên đến 85% giá trị xe. Như vậy anh em cần phải chuẩn bị 15% giá trị xe ban đầu cùng với các khoản chi phí đăng ký và số tiền ban đầu thấp nhất anh em cần phải chuẩn bị như sau. Anh em ở Hà Nội cần chuẩn bị 178 triệu, các tỉnh áp 12% là 158 triệu, các tỉnh áp 10% là 146 triệu, biển thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 168 triệu và các tỉnh miền Nam sẽ là 148 triệu. Ngoài ra thì bắt buộc anh em phải mua thêm bảo hiểm thân vỏ, năm đầu chỉ giá là 7,3 triệu và thứ hai là dịch vụ đăng ký xe chọn gói như vậy gói vay 85% anh em sẽ vay được tối đa cụ thể tại cơ sở Hà Nội anh em vay được tối đa là 477 triệu. Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh anh em vay được tối đa là 487 triệu với số tiền vay 477 triệu trong 8 năm. Gốc lại tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là 7,8 triệu, trong đó gốc chia đều là 4,9 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 2,9 triệu. Dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. <laughs> Phiên bản thứ hai em cập nhật chính sách bán hàng cho anh em, đó là Hyundai Elantra bản 1.6 AT đặc biệt, xe sản xuất 2024, Em xin nhắc lại, tất cả những xe Elantra em giới thiệu trong video này đều là xe sản xuất 2024. Hiện tại vẫn còn một số xe sản xuất 2023, nhưng số lượng xe cực kỳ ít và nó còn tùy thuộc vào phiên bản. Anh em nào quan tâm thì liên hệ với nhân viên bên em, bên em sẽ kiểm tra kho xem là còn những phiên bản nào hỗ trợ anh em hay không. Em xin phép điểm qua thông số kỹ thuật cơ bản của Anachar 1 106 AT đặc biệt. Ngoài các thông số kỹ thuật cơ bản như bản 106 AT tiêu chuẩn, bản đặc biệt được trang bị thêm option và những tính năng sau. So xe sử dụng la răng đúc 16 inch, cụm đèn pha cốt dạng bóng LED projector, có đèn LED định vị ban ngày, có trang bị thêm gạt mưa tự động và cụm đèn hậu dạng LED. Về nội thất, xe được trang bị vô lăng bọc da, ghế da cao cấp, điều hòa tự động hai vùng độc lập, màn hình thông tin điện tử 10.25 inch. Xe được trang bị 6 loa, có sạc không dây chuẩn QI, có cruise control gạt tự động. Về hệ thống an toàn, xe được trang bị thêm cảm biến sau và đầy đủ những tính năng an toàn như bản tiêu chuẩn. Cùng với đó là xe được trang bị thêm 6 túi khí, còn bản tiêu chuẩn chỉ có hai thôi. Giá bán cuối tháng 2 của hai cơ sở bên em như sau: Cơ sở Hà Nội giá bán cho anh em là 632 triệu, cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh giá bán là 644 triệu, vẫn tặng kèm anh em đầy đủ những phụ kiện như bản tiêu chuẩn. Anh em có thể xem lại. Với giá bán này, giá sẽ ra biển số Lan và anh em cũng đặt tính cho anh em như sau: Anh em ở Hà Nội sẽ là 734 triệu, các tỉnh áp 12% là 714 triệu, các tỉnh áp 10% là 701 triệu, biển Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 733 triệu và các tỉnh miền Nam sẽ là 713 triệu. Anh em mua trả góp, anh em cần phải chuẩn bị số tiền thấp nhất như so. Anh em ở Hà Nội cần chuẩn bị 197 triệu, các tỉnh áp 12% là 177 triệu, các tỉnh áp 10% là 164 triệu, biển thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 185 triệu và các tỉnh miền Nam sẽ là 166 triệu. Ngoài ra anh em sẽ bắt buộc phải mua thêm bảo hiểm thân vỏ, năm đầu chỉ giá là 8,2 triệu, thứ hai là dịch vụ đăng ký xe. Như vậy gói vay tối đa 85% sẽ tương đương với số tiền là 537 triệu trong thời gian vay 8 năm gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là 8,8 triệu trong đó gốc chia đều là 5,5 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 3,3 triệu dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo phiên bản thứ ba em cập nhật chính sách bán hàng cho anh em đó là huy Elantra 2.0 AT cao cấp về thông số kỹ thuật cơ bản của xe ngoài các thông số kỹ thuật như hai bản Elantra em vừa mới cập nhật cho anh em thì bản 2.0 được trang bị động cơ 2.0 và hộp số tự động 6 cấp cho công suất cực đại là 159 mã lực tại vòng tua 6.200 vòng trên phút Xe sử dụng lá răng đúc 17 inch. Về nội thất thì ghế lái được nâng cấp lên chỉnh điện, có sưởi và làm mát hàng ghế trước. Xe được trang bị thêm cảm biến trước. Với những option tính năng nâng cấp như vậy cùng với động cơ 2.0, giá bán của hai cơ sở bên em tại thời điểm cuối tháng 2 như sau. Cơ sở Hà Nội giá bán cho anh em là 690 triệu. Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh giá bán là 699 triệu, vẫn tặng kèm anh em đầy đủ những phụ kiện như bản tiêu chuẩn mà ngay phần đầu video em đã cập nhật cho anh em. Với giá bán này, giá xe ra biển số lăn bánh em cũng đã tính cho anh em như sau. Anh em ở Hà Nội sẽ là 799 triệu, các tỉnh áp 12% là 780 triệu, các tỉnh áp 10% là 765 triệu, biển thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 794 triệu và các tỉnh miền Nam sẽ là 774 triệu. Anh em mua trả góp, anh em cần phải chuẩn bị số tiền thấp nhất như sau. Anh em ở Hà Nội cần chuẩn bị 213 triệu, các tỉnh áp 12% là 193 triệu, các tỉnh áp 10% là 179 triệu, biển thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 199 triệu và các tỉnh miền Nam sẽ là 180 triệu bắt buộc anh em cũng sẽ phải mua thêm bảo hiểm thân vỏ năm đầu trị giá là 8,9 triệu thứ hai là dịch vụ đăng ký xe chọn gói và như vậy anh em vay gói vay tối đa 85% sẽ tương đương với số tiền là khoảng 586 triệu trong thời gian vay tối đa 8 năm gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 9,6 triệu trong đó gốc chia đều là 6,1 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 3,5 triệu dư nợ cũng sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo và phiên bản cuối cùng, phiên bản cao nhất em cập nhật chính sách bán hàng cho anh em, đó là Hyundai Elantra bản 1.6 Turbo. Về thông số kỹ thuật của xe, xe sử dụng động cơ 1.6 Turbo kèm hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép cho công suất cực đại là 204 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng trên phút. Xe sử dụng hệ thống treo liên kết đa điểm, còn các phiên bản 1.6 Elantra còn lại thì sử dụng đó là hệ thống treo thanh cân bằng. Xe sử dụng la răng thể thao 18 inch. Về nội thất, xe được trang bị thêm lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng, màu nội thất là màu đen chỉ đỏ thể thao. Mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp của chiếc Elantra Sport là 5,8 lít trên 100 km theo điều kiện tiêu chuẩn. Và giá bán của hai cơ sở bên em tại thời điểm cuối tháng 2 như sau. Cơ sở Hà Nội giá bán là 757 triệu. Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh giá bán là 769 triệu. Ngoài ra thì anh em vẫn được tặng thêm phụ kiện. Anh em quan tâm đến phụ kiện bao gồm những gì thì anh em liên hệ trực tiếp với nhân viên bên em theo số điện thoại để góc phía dưới bên trái màn hình. Căn cứ từ giá bán này, em xin phép tính giá xe ra biển số lan bánh tại các địa phương để anh em tham khảo. Anh em ở Hà Nội sẽ là 875 triệu. Các tỉnh áp 12% là 855 triệu, các tỉnh áp 10% là 839 triệu, biển thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 871 triệu và các tỉnh miền Nam sẽ là 851 triệu. Anh em mua trả góp, số tiền ban đầu anh em sẽ phải chuẩn bị thấp nhất như sau. Anh em ở Hà Nội cần chuẩn bị 231 triệu, các tỉnh áp 12% là 212 triệu, các tỉnh áp 10% là 196 triệu, biển thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 217 triệu và các tỉnh miền Nam sẽ là 198 triệu bắt buộc anh em phải mua thêm bảo hiểm thân vỏ năm đầu trị giá là 9,8 triệu thứ hai là dịch vụ đăng ký xe chọn gói và gói vay tối đa 85% của chiếc Enacha 6 Turbo sẽ tương đương với số tiền là 643 triệu thời gian vay 8 năm thì gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là 10,5 triệu trong đó gốc chia đều là 6,7 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 3,8 triệu dư nợ cũng sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo anh em nào mà cần đến bảng kê chi tiết gốc lãi hàng tháng thì chủ động liên hệ trực tiếp với em em sẽ gửi qua Zalo cho anh em để anh em tham khảo và như vậy trên đây đó là toàn bộ những thông tin về chính sách mặt hàng của các phiên bản Hyundai Elantra tại thời điểm những ngày cuối tháng 2. Hy vọng những thông tin em chia sẻ trên video sẽ giúp ích cho anh em trong việc lựa chọn xe cho phù hợp tại thời điểm này. Cảm ơn anh em và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo. Xin chào anh em.